Chào các bạn, hôm nay Tú Vân Cooking giới thiệu đến các bạn món bánh mì sữa Hokkaido. Đây là món bánh mì ngọt rất được ưa chuộng bởi kết cấu bông xốp dai mềm, bởi mùi thơm đặc trưng của sữa và bởi vị ngọt nhẹ nhàng. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhồi bột bằng tay và cách ủ bột sao cho có thể lấy được hương vị thơm ngon nhất của bánh. Thành phần nguyên liệu gồm có hai phần là phần tăng dông, gồm có bột mì số 8 và nước. Phần bánh mì gồm có bột mì số 13, là bột mì có protein 13-14,5%. Bột mì số 8 là bột mì có protein 7,5-9%. Sữa tươi không đường, trứng gà, bơ lạc, mình dùng bơ ăn cho và không dùng bơ thực vật, đường, muối, men ngọt dùng để làm bánh mì ngọt. Khi mua men, các bạn lưu ý phân biệt giữa men ngọt và men lạc dựa vào màu sắc trên bao bì. Đây là loại men ngọt mình dùng làm bánh mì ngọt, có hình con chuột túi màu vàng. Và đây là men lạc dùng để làm bánh mì lạc, có hình con chuột túi màu đỏ. Mình không dùng men này để làm bánh mì ngọt nha các bạn. Để làm tăng dông, mình khuấy tan bột mì với nước. Rồi nấu trên lửa nhỏ. Mình liên tục khuấy đều, bột sẽ nhanh chóng chuyển đặc. Khi bột đã sệt đều thì mình tắt lửa, rồi tiếp tục khuấy thêm 30 giây nữa mới nhấc khỏi lò. Mình khuấy đều cho bột nguội bớt, rồi cân lấy 60 gram. Mình đậy sát mặt bột chờ nguội. Khi bắt đầu nhồi bột, mình khuấy tan trứng gà, rây mịn hai loại bột mì, thêm đường, thêm men. Thêm muối. Phần đăng dông đã để thật nguội. Trứng gà. Sữa tươi không đường mình thêm vào từ từ. Lúc đầu thêm đến đâu, mình trộn đều đến đó. Sau đó mình nhồi bột thành khối. Rồi mình cho bột ra bàn, nhồi nhẹ nhàng. Mình vừa nhồi bột, vừa cho thêm phần sữa tươi vào. Cứ như vậy, cho đến khi vừa hết phần sữa, thì bột cũng trở thành một khối dẻo, nhưng không dính vào tay mình. Thời gian nhồi bột lúc này khoảng 5 phút. Bột là một khối dẻo nhưng chưa mịn và chưa dai.
Mình cho bột nghỉ 15 phút. Sau thời gian nghỉ, bột kết dính nhiều hơn, trở nên dai hơn. Mình thêm hết phần bơ vào, rồi nhồi cho bơ thấm đều vào bột. Bơ làm cho bột mềm nhão hơn và dính vào tay nha các bạn. Lúc này mình sẽ nhồi bột thêm khoảng 5 phút nữa. Xen kẽ với nhồi bột là mình đập bột. Mình đập mạnh khối bột xuống bàn, gấp bột lại, nắm bên cạnh bột, xoay khối bột, đập khối bột xuống bàn. Mình lặp lại nhiều lần như vậy. Bột lúc này tuy đã mịn và dai hơn nhưng chưa đạt. Mình cho bột nghỉ 30 phút. Sau thời gian nghỉ, bột mịn hơn, dai hơn nữa nhưng vẫn chưa đạt. Lúc này mình cần phải nhồi bột xen kẽ với đập bột thêm khoảng từ 25 đến 30 phút nữa. Cho đến khi bột có thể kéo thành một lớp màng mỏng như thế này là được rồi đấy các bạn. Mình xoa một lớp bột áo thật mỏng vào tay rồi vê tròn khối bột. Quét một lớp bơ thật mỏng ở đáy âu. Mình để khối bột vào, ủ cho bột nở gấp đôi ở nhiệt độ phòng. Bột ủ đạt là khi vết lõm không đàn hồi. Mình ép xẹp hết các bóng khí lớn. Rồi chia bột thành 3 phần bằng nhau. Mình vê tròn từng phần bột. Vừa vê tròn vừa ép xẹp các bọt khí lớn. Rồi mình để bột nghỉ 15 phút. Trong thời gian này mình chuẩn bị khuôn. Nếu khuôn không có lớp chống dính thì mình sẽ quét đáy khuôn và thành khuôn thật kỹ một lớp bơ. Rồi mình áo đều một lớp bột. Mình úp nhẹ khuôn xuống bàn để rơi hết bột thừa. Mình rắc một lớp bột áo lên mặt bàn, rồi cán bột thành một lớp bột mỏng hình chữ nhật. Ban đầu bột sẽ rất đàn hồi, nghĩa là khi cán bột sẽ co lại. Nhưng không sao cả, bạn cứ cán từ từ cho bột thành một lớp mỏng hình chữ nhật như thế này. Rồi dùng tay ép xẹp các bọt khí quanh rìa bột. Gấp bột lại. Bề ngang miếng bột gần bằng với bề ngang của đáy khuôn là được rồi. Mình cuộn chặt bột.
dán kín mép bột. Rồi cho bột vào khuôn. Bây giờ mình sẽ ủ bột lần nữa cho bột nở gấp đôi rồi mới đem đi nướng. Để dễ biết khi nào bột nở đạt, mình căn cứ vào mặt bột trong khuôn. Mình sẽ ủ cho đến khi mép bột gần bằng mép khuôn thì sẽ đem đi nướng. Và lần này, mình sẽ ủ bột trong ngăn mát tủ lạnh. Thời gian ủ bột như vậy sẽ kéo dài, đồng thời sẽ làm tăng thêm hương vị của bánh. Đây là bột mình đã ủ qua đêm trong ngăn mát khoảng 18 tiếng. Lưu ý các bạn là mình chỉ ủ bột cho đến khi bột nở khoảng nửa khuôn và không quá 24 tiếng thì mình đem bột ra ngoài tiếp tục ủ thêm khoảng 3 tiếng nữa ở nhiệt độ phòng cho đến khi mép bột còn cách mép khuôn khoảng 1,5 cm thì mình làm nóng lò ở nhiệt độ 170 độ C, hai lửa, khay nướng bánh được đặt ở rãnh sao cho mặt bánh nằm ở giữa lò. Trước khi đưa bánh vào lò, mình phun sương ướt đẫm mặt bánh. Bánh được nướng ở nhiệt độ từ 170 đến 180 độ C trong khoảng thời gian 30 đến 35 phút. Do nhiệt lò mình không đều nên sau khi nướng bánh khoảng 15 phút, mình trở khuôn bánh. Rồi khi bánh đã hơi vàng mặt như thế này, mình sẽ dùng giấy nhôm che mặt bánh lại và nướng cho đến khi bánh chín. Khi lấy bánh khỏi lò, mình quét một lớp bơ lên mặt bánh. Rồi lấy bánh khỏi khuôn. Do bánh có kết cấu mềm mại nên lúc bánh còn nóng, mình phải để bánh nằm trên rác như thế này. Đợi đến khi bánh nguội thành bánh vững vàng thì mình mới dựng nướng bánh lên. Bánh mì sữa Hokkaido thật sự rất ngon với thớ bánh mềm dai. Cảm ơn các bạn đã xem. Thân mời các bạn hãy thích, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh Tú Vân Cooking nha các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại.